này chắc cú rồi nha, chắc khung đồ kết đây luôn. Đấy, kết đây. Chào mừng mọi người đến một cái khung cảnh rất là lạ lùng ở phía sau, không thấy gì hết. Phía trước là cái bộ xe, đây là nhân mũi, khu này rất là nhiều mũi ngồi đây, không biết tí nữa có con gì nó đu lên quần không nữa. Hôm qua hôm bữa đi quay cái tập gì ta, chạy xe nhớ tắt đèn pha, trời má về cái đầu sâu không, ban sâu đo gan đầy. Và đi vào vấn đề chính, intro nào. Ở đây không phải là một lớp học đạo đức, cũng không nói đạo lý. Ở đây chỉ có những câu chuyện lộn xộn. Nó lộn xộn giống như chính suy nghĩ của chúng ta thôi. Chúng ta đang nghĩ chuyện này, xong rồi lại tự nhiên qua chuyện này, rồi đâm ban qua chuyện nọ. Wow, mình thật là vĩ đại. Có thể biết được suy nghĩ của mọi người. Thật vậy, có thể bạn làm việc, nói chuyện, thuyết trình, nó rất là trật tự, có quy củ, có quy trình. Nhưng để mà ra được câu chuyện đó thì cái này nó rối nùi hết. Không biết có đúng hay không, thử đi. Lavi không có tài trợ chương trình này đâu, giấu nó đi. Nhưng mà nhan mũi sẽ tài trợ chương trình này. Xã hội này thì ít ai muốn bị chê đó. Tại sao? Tại những điều khó nghe ai mà muốn nghe. Ngay cả bản thân mình cũng vậy thôi. Mình không muốn nghe đâu, cũng không muốn đọc những cái điều không hay ho đối với mình. Có một số người nói rằng khuyên mình sau khi coi những cái clip mắc mặt show của mình thì họ khuyên mình là mày nên tập lắng nghe nhiều đi. Mình thích thì mình nghe, mình không thích thì mình không nghe, mắc gì phải nghe. Kiểu như tao đang xài dòi xịt đít mà giờ bắt tao xài cái này, sao tao xài. Lên rừng đem theo cái này biết làm gì rồi gì. Không phải giấy quánh đâu Linh Sâu ơi. Nói chung nhiều lúc ăn bậy ăn bạ vậy đó, ngồi trên rừng cũng mát mà. Mũi lắm, ngồi xuống cái là nó đun má bù đen. Mình có một cái câu chuyện này nó khá là thú vị. Mình có một ông bạn người Đức, và có một hôm ông ấy hỏi mình là tao muốn nhập quốc tịch Việt Nam. Nghe đến đó thì mọi người cũng nghĩ là má chắc ông này ông cũng tưởng tận. Không hề, bởi vì anh ấy yêu một chị ở Việt Nam và hai người đó yêu nhau cũng được hơn 10 năm rồi. Ở Việt Nam thì ổng cũng không có bà con gì đâu, ngoài cái chị người yêu của ổng ra thì còn mình là thân nhất thôi. Tối nào 12 giờ đêm nào, 12 giờ đêm Việt Nam nha, cứ 12 giờ đêm là nhận được tin nhắn, không biết ở bên Đức là mấy giờ, do you have a dinner? Nhưng mà mình thích trả lời tiếng Việt với ổng hơn. Việt Nam bây giờ đang là 12 giờ đêm, ăn tối như giờ này nữa ông nội. Từ cái câu chuyện mà ổng muốn nhập quốc tịch Việt Nam á, thì mình lại nghĩ ra một cái gì đó hay ho cho mình, cho bản thân mình thôi. Mình cảm thấy đó là sự hy sinh. Người ta có thể bỏ cái quốc tịch Đức hiện tại của người ta, mà người ta là người Đức. Người ta bỏ quốc tịch Đức để người ta nhập quốc tịch Việt Nam về một nơi xa lạ để sống với chị người yêu đó. Tại sao không nhỉ? Quá tốt, mình cảm thấy điều đó quá tốt. Đó là những cái điều mình chưa làm được và mình chưa có cơ hội để làm. Nó không phải là thay đổi, nó chẳng phải là thích nghi, mà đó là sự tự nguyện. Họ tự nguyện đến với nhau, họ tự nguyện chia sẻ cho nhau, họ tự nguyện hy sinh cho nhau và họ tự nguyện tôn trọng nhau. Thế thôi, điều mà mình nhận được từ những câu chuyện đó. Chứ ổng đâu có nói với mình là mày nên học tập tao nha, cái này tao làm có ích cho mày đó, mày nên học tập nha. Ông đâu có nói vậy đâu. Thì cũng như cái clip mà tử tế với bản thân tập 1 á, cái tập đầu tiên của mình á, tử tế với bản thân, thì trong đó mình có nói một câu là một cái điều gì đó giá trị hay không, nó nằm ở người nhận chứ không phải ở người cho. Làm sao biết được người cho? Bây giờ tôi cho bạn cái clip này, tôi nói là cái clip này giá trị cho mày nè, mày hãy coi đi, mày nghe đi, mày học hỏi đi, mày sửa đổi bản thân mày đi. Trời ơi, cái gì nữa, giống đi học quá vậy. Thì thực sự như vậy, khi mà người ta chứng kiến một cái gì đó
một sự vật hiện tượng gì đó, và người ta sẽ tự nhận ra cái bài học cho bản thân người ta, tự nhận ra cái điều giá trị cho người ta thôi, chứ nó cũng chả phải là cái điều gì lớn lao đâu. Lớn rồi, động não là chỗ đó. Mình thì không có thói quen mua vé số, nhưng mà vào một hôm, hôm đó là 20 tháng 11, mà mình đang ngồi uống cà phê ở một quán cà phê cạnh cái công ty mình làm, thì có một bà già đẩy một ông già trên xe lăn, hai người mặc đồ rất lịch sự nha, chứ không phải là bê bối hôi hám đâu, và dừng ngay quán cà phê, bà già móc tập vé số ra đi vô gặp mình đầu tiên, và mình mua duy nhất một tờ. Mua không phải là để mong hy vọng là trúng cái số đâu, mà mua là để thay lời cảm ơn đến hai ông bà đó đã cho mình thấy được một cái bài học yêu thương. Yêu thương đến những cái lúc mà ông có thể ngồi xe lăn, tôi đẩy ông đi, hoặc bà có thể nằm một chỗ, tôi chăm sóc bà. Đó là cái sự yêu thương mình nhận được, đó là bài học yêu thương mình nhận được từ một người bán vé số. Bạn hãy chịu khó để ý mọi thứ xung quanh cuộc sống này, bạn hãy chịu khó để ý thì sẽ nhận ra được rất là nhiều điều giá trị. Nhưng mà clip này thì hên xui, làm sao hôi mắc mệt lắm, coi mệt lắm, bởi vì coi mà không share mệt nữa, tôi mệt lắm, tôi ngồi tôi nói không cũng mệt lắm, ngồi uống này nãy giờ hai chai nước rồi. Và khi các bạn coi nhiều, mình sẽ có cơ hội để làm những điều hay ho hơn, có thể là làm phim ngắn, hoặc là có thể là làm những cái trải nghiệm cuộc sống thú vị ha. Nhớ coi xong là subscribe, mà coi xong không subscribe, không like, không share gì hết là cũng được, không vấn đề gì cả. Mà không coi cũng không sao, tại vì coi xong nó mệt lắm. Mình cũng không có thói quen cho tiền người ăn xin, nói người ăn xin cũng kỳ, những người đi xin cũng kỳ, nói sao ta, thôi kệ đi, đại loại là vậy đi. Tại vì theo mình thấy nha, nếu mình tạo điều kiện cho họ làm việc, làm cái công việc đó thì họ sẽ mãi mãi làm công việc đó, không bao giờ họ khá hơn được. Thôi, giống như mình đi làm, khi mà mình còn làm in-house ở một số agency hay là mấy cái công ty sản xuất đó, thì áp lực đó rất là lớn, thử thách nó cũng hay bị căng đấy, nhiều lúc bêm lại sếp luôn, mà bêm xong rồi ra xin lỗi bình thường, con người mà. Đó là cái lúc mình thể hiện cái quan điểm của mình thôi, tôi thấy này thì không hợp lý, anh ép tôi làm, ok tôi không làm, nhưng không làm thì mình sẽ tự động mình biết đây là cái môi trường nó không phù hợp với mình, ao nhảy việc thôi. Người ta thường, và một số anh em bạn bè họ nói là sao mày không chịu khó làm một chỗ cho nó ổn định đi, cứ nhảy tới nhảy lui lông bông lan bang hoài. Đi làm thì thực sự là mục đích cuối cùng là để kiếm tiền thôi, nhưng mà đối với mình á, mình không thích lấy cái cuộc sống của mình để đổi lấy tiền. Có thể nghèo, có thể khổ, có thể đói ăn, có thể rách rưới, có thể này có thể nọ, nhưng mình muốn được thoải mái. Những anh em làm nghề lâu rồi thì mình không nói nha, nhưng mà những bạn mới vào nghề hoặc là mới được làm được vài năm thì các bạn cứ thử đi. Trong vòng 2 tháng các bạn đột quỵ 2 lần, cũng may là Chúa chưa gọi về, Chúa chê chứ không phải gì đâu. Mình cảm thấy nó không có tốt cho sức khỏe của mình, nó không có tốt cho cái suy nghĩ của mình. Thế thôi, mình chả nói xấu, mình chẳng nói tốt ai cả, thì công việc mà thích làm thích thôi, chứ hơi đâu mà lý do với lý trấu. Đến thời điểm hiện tại, cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình về cái sự thật và cái sự giả, thật hay giả thì nó đều là thật thôi. Câu này nghe hơi bị lủng củng, nhưng các bạn thử để ý đi, ai đó đối với bạn thật lòng và bạn nhận ra điều đó, bạn cảm thấy được điều đó, thì đó là sự thật. Còn ai mà đối với bạn gian dối mà bạn cảm thấy, bạn nhận ra được, bạn biết được họ đang dối gian, thì đó cũng là sự thật, đúng không? Thế thôi, sự thật, sự giả, sự đúng, sự sai đều là thật, đều là đúng, đều là sai, đều là giả. Mắc gì mà phải ra đây rạch ròi những cái quy chuẩn nó làm cái gì cho nó mệt,
đến thời điểm hiện tại của mình là như vậy. Lý do mà mình không nói xấu ai, cũng chả nói tốt ai, cũng không khen ai, cũng không chê ai, đó là lý do là tao có rảnh đâu mà tao ngồi tao làm những chuyện đó. Tao đâu có rảnh tao đâu mà đi 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 phán xét người ta. Mình biết cho mình thôi, mình nhìn thấy điều đó. Hai, cười. Nếu như họ là người thân của mình hoặc là họ là người mà mình đang có trách nhiệm liên quan thì mình sẽ nói, mình sẽ góp ý. Sau một tháng lên cái loạt mắt mặt show thì có một số bạn trẻ inbox cho mình hỏi. Mình cũng không kể chi tiết đâu, sơ sơ như thế này. Công ty đang bóc lột em, công ty đang hút máu em, công ty đang này nọ, công ty đang lừa là vậy, em có nên nghỉ hay nên làm tiếp? Ủa, bạn nhận ra được điều đó rồi, bạn hỏi làm gì nữa? Chúng ta có quyền quyết định cuộc sống của mình. Chúng ta có trách nhiệm với cái cuộc sống của bản thân là chỗ đó. Bạn biết mình sai hay đúng thì nó đều là của bạn thôi. Nếu như bạn không vấp ngã thì bạn không biết đâu là như thế nào. Nếu bạn không bỏ qua cơ hội thì bạn chẳng biết tiếc là cái gì. Cái cánh cửa này nó đóng lại thì cánh cửa khác nó mở ra, đôi khi là như vậy. Và chúng ta lại được thích nghi với điều kiện sống mới. Giống như hiện tại mình thôi. Hồi trước mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm vlog đâu, mình sẽ làm youtuber đâu. Nhưng mà đến bây giờ mình cảm thấy công việc này nó khá thú vị. Tại vì mình được nói, được làm những gì mình thích mà không đụng chạm, không hại đến ai. Có vẻ điều đó là hợp lý, đúng không? Rồi quay lại cái vấn đề công việc. Nếu như bạn thấy công ty đang bóc lột bạn thì bạn nghỉ. Và nếu như bạn thấy công ty đang tạo điều kiện cho bạn thỏa sức sáng tạo, được làm những gì mình muốn thì bạn cứ nên làm. Cơ hội nó cũng không phải là dễ đến đâu. Vấn đề là chúng ta nhìn nhận cái, chúng ta thích nghi với cái cơ hội đó như thế nào thôi. Có thể tiếp tục, có thể nhảy sang một chỗ khác, vấn đề gì cả. Nếu như bạn đủ khả năng, bạn tự tin là bạn đủ khả năng thì bạn có thể đi chỗ khác. Sao đâu, giống như mình một năm làm 3-4 công ty là bình thường, làm riết là thôi không in hào nữa, freelance là khỏe, ai thuê làm thuê thôi. Mình nghĩ là cái clip này nó kết thúc ở đây được rồi. Còn nó có hay ho hay không là do bạn thôi. Bạn nhận ra được điều gì, bạn nhận về mình được điều gì. Và có thể là bạn kêu không, bạn xàm quá, đúng xàm luôn, thì xám. Hoặc là bạn nhận ra được một cái điều gì đó, hoặc là một cái cách gì đó, hoặc là một cái công thức gì đó cho bạn thì mình cũng cảm thấy là cũng vui đấy. Làm tào lao mà cũng có người gọi là coi, cũng có người gọi là nhận ra được một cái chân con lý gì đó. Xin chào và hẹn gặp lại ở một cái không gian nào đó khác, có thể là đổi cảnh ở phía đối diện. Bye bye.